Chỉ trên một đoạn đường ngắn của quốc lộ 4G, đoạn qua xã Mường Sai và Trường Khương của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đã có hàng chục điểm được các đơn vị thi công sửa chữa đường đào lên cùng lúc. Cát, đá ngổn ngang chiếm giữa lòng đường. Biển báo thiếu hoặc biển báo đặt quá gần với điểm thi công nên các phương tiện tham gia giao thông trên cung đường này phải đối mặt với nhiều nguy cơ tai nạn. Theo quy định, thì khi thi công trên các tuyến quốc lộ có nhiều phương tiện tham gia giao thông, các đơn vị thi công cần phải thực hiện theo phương thức cuốn chiếu và phải có người điều phối giao thông. Lúc anh em đang thi công thì kể về đổ đất đá thì cũng chịu được, nhưng mà lúc anh em mà đốt dầu nhựa ấy, thì khói khét không chịu được. Nhất là có những người có bệnh hen thì càng khó chịu. Biển báo thì quỷ thì cũng có nguy cơ mất an toàn giao thông đấy, bởi vì anh em họ đi họ không thấy, họ đi có khi họ cũng đi nhầm vào cái chỗ đang thi công thì sửa ngã chứ. Chỗ Trường Khương này mới được khoảng 2 tháng. Do thi công sửa chữa đường trên tuyến quốc lộ 4G một cách chắp vá và cầm chừng nên tiến độ chậm. Đặc biệt là những nơi đang bị đào lên cả ta luy âm và ta luy dương mà lại thiếu biển cảnh báo nên rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Được biết, dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường và công trình đoạn km 49 đến km 56+600 quốc lộ 4G tỉnh Sơn La có tổng mức đầu tư khoảng 21 tỷ đồng do liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng công trình 656 và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La là đơn vị thi công.